Chiều nay, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình làm việc và thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ 2022 đến 2024, báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ năm 2022 đến 2024. Nghe trình bày tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự, báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự, tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê. Sau khi nghe các báo cáo tờ trình, các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ về các dự án luật này. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề nổi bật như xây dựng dự án luật theo trình tự thủ tục rút gọn, bổ sung quy định về trách nhiệm kiểm tra, xác minh, sơ bộ, tố giác, tin báo về tội phạm đối với công an xã, bổ sung các chỉ tiêu phản ánh chất lượng, năng suất, giá trị, mức độ phát triển, bảo đảm phản ánh quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng sống theo đo lường kết quả đầu ra, cụ thể hơn nguyên tắc phân định giữa hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và chỉ tiêu ngành địa phương, tính khả thi về nguồn lực triển khai thực hiện và hướng tới tiết kiệm nguồn nhân lực và tài chính.